甩甩下头。看过来，妹妹。呀你讲你讲华语一下嗨，你们好，讲。哎呀，可爱哦，我给你上 YouTube 了嘞。哎，等一下你，我上这个 YouTube， 你要记得开来给他看啊。好 ，OK。好，请来一下子，一下子，给十块就好喂。哎呦，跑掉了，我老你。还没讲你跑掉了。拜拜。你该讲什么？你讲你们要记得要上我姐姐的 YouTube 看啊。讲，记得上姐姐 YouTube。上去，姐姐。记得要上姐姐 YouTube。谁呀？你跳啊跳舞，你讲上去 YouTube。站一站，给一个站啊！看到好像是跟 friend 呀，好像跟毛脏啊。đây mình đi kiếm cái màu trắng. Ủa mấy cái kia đang mất tiêu chân này nè tiền. Sao có một chai vậy trời? Đây thấy rồi.Cái kia màu trắng là số mấy tiền qua này? Rồi bây giờ là em thợ đang chuẩn bị tiến hành sơn friend cho khách. Thì cái bí quyết của mình sơn friend á, sơn cho nó đẹp, nó sắc sảo á, mình quay cho các bạn xem nha. Do cái tay của người, cái móng tay của khách nó quấu vô á.Nên là em thợ sẽ sử dụng cọ để sơn cái frame. Bây giờ là mình lên nước liên kết rồi mình lên nước bếp. Banyak keras nanti bikin color dia susah sikit. Oh, okay. À, mình đang nói tiếng Mã Lai đó nha quý vị. Tại vì khách người khách Mã Lai người Ấn thì sẽ có cơ hội nói tiếng Mã Lai, nói tiếng người bản địa. Nộp. Chẳng đúng không ạ? À, do cái móng tay của em khách này nó quấu vào nên mình phải dùng cọ. Còn không thì đôi khi mình cũng có thể dùng cái cọ của nước sơn mình kéo qua luôn cũng được. À, các bạn thích dạng vuông, dạng tròn thì mình cứ tư vấn khách thôi nha.有时候讲话不过还没有按那个 record， 他都没有跑。有时候傻讲来讲去那一句话讲来讲去，没办法，他还没有录到好，因为讲重新讲过。现在也就什么了？现在走到尾巴这边来了，还没做。我早上吃饱了。叫什么？粗米粉啊，干猪。那蛮好吃。Lấy cái hộp đó chuẩn bị đi, ở đây không lấy cái hộp cái gì nên muốn không có nhớ đựng đồ làm đó, làm chân gà ngâm chua cay đó. Tối nay chân gà trong Tesco đâu còn tươi nữa đâu. Như vậy thì cái thao tác mà làm friend như vậy mình vẫn cũng phải bịt đầu móng phải không cưng? Mày mắn là tinh chân đã hỏng mèo, này khá nó đâu vừa luôn chưa hỏng mèo. À, các bạn ơi, có một cái chi tiết nhỏ nhỏ chia sẻ cho các bạn là cái khi mà mình sơn friend á, mình sử dụng cái chai trắng mà cái loại đục mà cái hơi đặc một xíu nha. Chứ nếu mà mình làm cái loại trắng, cái loại mà không bị loang á, còn cái loại trắng mà nó lỏng là mình làm friend không được nha. Còn các bạn tại vì mình làm nhanh tay thì làm khéo thì mình dùng cái chai đặc, không sử dụng cái treo vẽ, cái chai treo vẽ màu trắng á, thì cái friend của mình nó không có loang, nó sắc nét hơn. À, tiết tẩu, với sao mất tiết tẩu?Cũng vậy. Now top. Đây là xong top. Bây giờ thì cuối cùng mình cái này mà friend này mình đã làm 2 lần rồi nha bạn. Mình làm 2 lần rồi, còn bây giờ nước cuối cùng mình sẽ lên top. Top thì bạn xài thương hiệu nào cũng được, nhưng bạn muốn bền tốt một xíu thì mình xài cái loại top cho nó ấy một chút, top cường lực cũng được. Cho nó bền, độ bền đỉ hơn. Còn bây giờ hiện tại thì cái top này mình thấy ở Việt Nam người ta cũng sử dụng rất là nhiều nha. Top này top gì em? Hoa hồng. Top hoa hồng ạ.Cái bộ kính móng của hoa hồng á, bộ kính móng của hoa hồng á. This one. Đây là Scully 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 Sc
亮啊，你看他家的手染上漆涂上去白白，没有那么像黑黑的。还有那个员工坐下去也是人白白美美。我的手啊，我本来是黑的，我都进去我都白了，我本来是没了，不是因为这个灯。对呀、啊，因为你的手白白啊，白到粉红啊。春龙，hắn làm sơ sơ sương sương thì mình cũng có 101 nha. Và xin được khách một lượt đăng ký, tại vì khách bảo là khách được lên YouTube hôm nay thì mình đã khách đã cho mình được một cái đăng ký mới, quá là mừng luôn.